cua đây này, đó. Cua này cua sống luôn đúng không em? Cua sống luôn. À, cua sống. Size này là cũng là size vừa ha, size to á. Cái này tầm 4 con ký hả? Ghẹ sống luôn nha. Wow, ghẹ này con cũng size to các bạn nhá. Size này cũng là size vừa, nói chung là size nó tầm khoảng 4 con ký. Đây giờ em đã đổ thêm tôm các bạn nhá. Nó nhảy qua rồi. Cua hấp các bạn nhá. Đó. Giờ em sẽ lấy ra đưa lên quẩy ha. À, bạn đầu bếp bạn đang chế biến món ăn. Đây hết lại lên các bạn này đó. Wow, cua nhìn đã ha. Cua này chắc size tầm khoảng size này là 4 con ký này. 4 con ký nha quý vị. Ký 4 ạ. Ờ này, u trời. Buffet có 219.000 mà ăn cua này thì mình thấy là lấy 2 con trước thôi, 3 quá nghìn. Tuyệt vời đúng không các bạn nha. Rồi, mến chào tất cả quý vị các bạn. Chào mừng tất cả quý vị các bạn đã đến với video tiếp theo bên kênh của gia đình Kiên ha. Thì chiều hôm nay bây giờ là 16:30. Hiện tại thì gia đình Kiên đang có mặt tại con đường Nguyễn Thị Tú. Bên này là phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân các bạn. Hôm nay đi qua đây thì Kiên muốn gửi đến các bạn một cái quán buffet nữa. Trong cái chuỗi buffet mà mình chia sẻ trên kênh Sài Gòn Travel thì quán buffet này thì mình thấy là khá là ổn và giá cả phải chăng, cũng như là có rất là nhiều món, ví dụ như là có thêm tôm này, tôm càng xanh này, rồi có ghẹ này, có cua Cà Mau này, mà cái giá thì mình thấy là rất là phải chăng luôn. Đó, giá thì chỉ có ngày thường là 189.000, còn ngày cuối tuần là 219.000 đó. Và mình thấy là bình thường hôm bữa mình ăn là nếu mà có ghẹ này, có cua này thì nó cũng phải 270 mấy ngàn, nó 279 mà ở dưới ở bãi ở dưới nhà bè cơ đó. Nên là hôm nay thì Kiên thấy là cái quán này thì cũng giá cả rất là tốt và hải sản nhiều, thì mình quyết định là đưa gia đình mình đến đây thưởng thức để chia sẻ với các bạn. Cái quán buffet của chúng ta có tên là Buffet Đế Vương các bạn nhé. Buffet Đế Vương đó. Cái địa chỉ ở đây là số 403 đường Nguyễn Thị Tú, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân. Ở đây thì chúng ta, nếu mà quý vị các bạn ở ngay quận 12 này, hoặc là ở Tân Phú này, hoặc là quý vị các bạn ở bên Bình Chánh, quý vị các bạn thể qua đây ăn, nó rất là gần luôn nha. Rồi mình giới thiệu một chút về mình đi. Con tên gì? Con tên Ngưu Thiên Minh. Năm nay con mấy tuổi? 3 tuổi. Dạ 3 tuổi chứ. Dạ 3 tuổi. À, con học lần lớp mấy rồi? Lớp 4. Học lớp 4 hả? Nhanh vậy. Con học lớp mầm 1 chứ? Lớp mầm 1. Trường nào? Trường nào? Trường Cô Hương. Trường Cô Hương hả? Rồi giờ thì mình sẽ đưa quý cô chú khán giả đi ăn buffet nha. Được. Ừ. Rồi thì hôm nay mình đi với ba mẹ, mình làm em đi giúp ba mẹ nha. Nha. Thì đây, giờ chúng ta sẽ vào bên trong nha quý vị nhá. Thì chúng ta sẽ lại đây xem cái bảng giá vé bên này này. Địa chỉ ở đây thì Kiên đã nhắc lại là 403 đường Nguyễn Thị Tú, phường Bình Hòa, quận Bình Tân nha quý vị. Đây, cái giá vé ở bên này là từ thứ 2 đến thứ 5 là có giá vé là 198.000. 198 chứ không phải 189 nhá, hôm nay mình nhầm các bạn nha, 198.000. Thứ 6, thứ 7, chủ nhật là 219.000. Đó, trẻ em thì trẻ em ở đây á thì là 119.000. Đó, trẻ em thì là giá đồng giá. Nếu mà dưới 1m là miễn phí, còn trẻ em 1m3 tính giá trẻ em, trên 1m3 là tính giá người lớn nha quý vị các bạn. Đó. Ở đây hôm nay mình thấy là nhìn hình như là ở đây là còn có chương trình khuyến mãi này. Hôm nay này đi 5 người đến 10 người là được giảm 10% các bạn nhé. Đó, được giảm 10%. Đi 10 người là được miễn phí nước ngọt luôn.
ăn hải sản là không giới hạn. Rồi giờ chúng ta sẽ cùng vào trong ha. Đây mình chạy vào trong bắt đi. Mình chạy vào trong rồi. À, thì ở đây chúng ta có thể là gửi xe máy ở đây này các bạn, gửi xe máy ở đây này. À, gửi ô tô thì chúng ta cũng có thể là để ở đây luôn, đằng trước này luôn, hoặc là có cái bãi gửi ô tô em quý vị các bạn nhé. Cái buffet này thì nó nằm trên mặt tiền đường Nguyễn Thị Tú nhưng mà nó hơi lấp. Nếu mà chúng ta chạy tại đường Nguyễn Thị Tú thì nó hơi hẹp á, nên mà chúng ta chạy thì hay bị chạy ngang qua luôn quý vị nhá. Nên là chúng ta gõ Google Maps là nó sẽ chỉ đến tận nơi luôn quý vị. Rồi quý vị các bạn ơi, bây giờ Kiên xin chị chủ vào trong bếp chia sẻ một số hình ảnh về cái khâu chế biến để quý vị các bạn tham khảo thêm trước khi mà chúng ta đến đây thưởng thức ha. Bây giờ bạn đầu bếp đã đang chế biến món ăn. Bây giờ em đang làm món gì đây? Ốc hương sốt phô mai trứng muối đúng không? Ốc hương sốt phô mai trứng muối nha các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ cùng xem anh đầu bếp, em đầu bếp em làm món này nha. Cái món chế biến sẵn của mình nó tầm mấy chục món ta? Chắc cũng tầm 30 món, hai mấy món, 30 món. Cái này là trứng muối hả? Thơm, trứng muối thơm á. Ốc này thì mình đã sơ chế chín hết rồi ha, mình giờ chỉ sốt lại trứng muối thôi. Hôm nay mình đi cũng hơi trễ nên em cũng làm được khoảng làm gần hết rồi, chỉ còn một số món nữa các bạn nha. Mình quay một số món để các bạn tham khảo thôi. Cứ quay hết các món ở đây thì rất là nhiều nhá. Ốc hương ở đây mình thấy là cái size của nó cũng là size bự ha. Size này cũng là size bự các bạn nhé. Size này tầm chắc cũng phải 30 con ký đấy. Đó. Này cứ hết là mình lại làm tiếp em. Hết lại làm lại đưa lên đúng không? Cái ăn, ăn hết lại châm, ăn hết lại châm. Thì cái muối em thấy là nó có vẹo vẹo này ha, phô mai hả, phô mai kéo sợi ha, thấy nó có sợi sợi các bạn. Đấy, cái không gian bếp mấy bạn ở bếp làm rất là sạch sẽ quý vị các bạn. Cho lên khay đưa ra cái quẩy lai các bạn nhé. Đang hấp cua mới xong các bạn này. Để sắp ra đi. Cô cứ sắp đi. Đó, cua này cua hấp mà. Cua này size này chắc cũng là size vừa các bạn nhé, size này là cũng tầm 4-5 con ký. Ở ngoài thì chúng ta lấy ở bên phía bên cái hồ bên ngoài, chúng ta có thể là bỏ vào lẩu hoặc là chúng ta có thể là nướng trực tiếp các bạn nhé. Còn đây là nhà hàng sẽ hấp trực tiếp cho chúng ta lấy này. Đó. À. Cua hấp các bạn nhé. Đó. Bây giờ em sẽ lấy ra đưa lên quẩy ha. Cái này hết lại lên đúng không em? Dạ đúng rồi.
Đây, hết lại lên các bạn này, đó. Cái món cua hấp dẫn nào. Đây, các bạn nhân viên đang đưa đồ lên đây, quý vị các bạn. Đấy, bây giờ mấy bạn nhân viên sẽ đưa tôm đây các bạn nhé. Đưa tôm càng xanh này. Đây, giờ sẽ đổ cua đây này, đó. Cua này cua sống luôn không em? Cua sống luôn. À, cua sống. Size này là cũng là size vừa ha, size to á. Dạ, đúng rồi. Size này tầm 4 con ký hả? Dạ. Ừ. Wow, cua nhìn đá quá mà. Cua. Cua này có thịt hả em? Hay có cua? À. Cua Cà Mau. Cua Cà Mau. Dạ. Đó, cua. Hấp dẫn nhỉ? Đó. Rồi, ghẹ sống luôn nha. Wow, ghẹ này con cũng size to các bạn nhá. Size này thì cũng là size vừa, nói chung là size tầm khoảng 4 con ký. Size này tầm 4 con ký các quý vị nhá. Có nhiều con to bự lắm. Ồ. Này, con ghẹ nhìn đã này. Đó. Ừ. Cái này là hải sản là ngày nào cũng có đúng không em? Dạ. À. Nhìn cái hồ hải sản thích ha. Tươi sống luôn à. Đây các bạn nhìn tôm này. Nhìn tôm là thấy chất lượng này ha. Ờ, nhìn tôm là thấy chất lượng này. Đó. Cái này ví dụ là mình muốn ăn là mình có thể là kiểu đưa hấp, đưa bếp hấp hay là bếp sẽ hấp nước. Ở đây mình ăn mình có thể làm món gì em? Hay là mình lấy mình tự nướng nướng trực tiếp luôn à? Nướng trực tiếp hoặc là bỏ lẩu đúng không? À. Cái này mình lấy trực tiếp nướng hoặc bỏ lẩu luôn các bạn. Ghẹ này đã ha, ghẹ to các bạn này. Này con ghẹ này nhìn đã này. Bên này là cua nha quý vị các bạn, cua này, cua Cà Mau. Này khoảng phải 5 con ký. Không, có nhiều con vẫn to. Cắn nó cho mình. Con to ha. Có bầu. Này có trứng à. Có trứng nè, có trứng nè. Đẻ trứng to quá. Con này đúng rồi nha. À. Thôi con nó cắn nó chứ. Đẻ trứng các bạn. Nó cắn đó. Nó cắn kìa. Ôi. Nó cắn đấy. Đây quý bạn, Kiên đang đứng cạnh bạn Tín, là bạn là cũng là ông chủ nhỏ cũng như là quản lý của buffet Đế Vương luôn các bạn nha. Đó thì anh sẽ nhờ Tín chia sẻ một chút xíu về quán buffet của mình ha. Dạ. Buffet mình mở được lâu chưa nhà em nhỉ? Dạ, buffet của em mở được một năm hơn. Một năm hơn rồi. Dạ. Ở đây thì mình có khoảng bao nhiêu món em? Dạ, ở đây có khoảng gần 70 món. Gần 70 món. Dạ. À. Gồm hải sản, món chế biến sẵn, món nướng ướp sẵn và món tráng miệng. À. Thì cái những buffet của mình á thì em thấy là có cái sự khác biệt đặc biệt gì không, những cái món đặc biệt của buffet mình, có thể em có thể kể tên một số món không? Dạ, có thể kể đến như là cua sống tại hồ, tôm càng sống, ngoài ra thì có ghẹ và nhiều hải sản khác. Thì thường thường anh đi ăn buffet với cái giá mà 219 ngàn đúng không? Dạ. Là cuối tuần đúng không? Dạ. Mà có cả ghẹ này, cả cua này, cả tôm càng này. Anh thấy là cái giá này khá là tốt. Dạ. Đó. Không biết là ngày nào cũng có ghẹ với cua hay sao, hay chỉ cuối tuần thôi em? Dạ, cuối tuần thì sẽ có cả ghẹ và cả cua. Còn như ngày thường thì sẽ có cua hoặc ghẹ. À, ngày thường là chỉ có một loại thôi, một cua lại ghẹ. Còn cuối tuần là có cả ghẹ, cả cua quý vị nhá. Tôm thì sẽ có cả tuần. À, tôm thì tất cả các ngày trong tuần luôn. Dạ đúng. Buffet của mình mở cửa từ mấy giờ em? Dạ, mở cửa từ 16 giờ đến 22 giờ. À. Là một tháng bán trong tháng có nghỉ ngày nào không? Dạ không ạ, tụi em không nghỉ. Rồi giờ thì anh sẽ nhờ Tín đi một vòng chia sẻ cái quầy live của nhà mình ha. Dạ. Đây này, đó. Dạ. Đây là cua. Bên này là cua Cà Mau cua. Ha. Cả hồ sống của các bạn nhé. Dạ. Đây là ghẹ. Rồi bên này là cái ghẹ này. Ghẹ này thì anh thấy là ghẹ size cũng khá là lớn ha. Dạ đúng rồi. Size cũng tầm khoảng 4 đến 5 con một ký ha. Dạ đúng rồi. Rồi, bên này là có dạ, tôm tôm càng xanh các bạn này. Dạ. Tôm càng xanh này cứ
đồ ăn ở đây là hết lại lên đúng không em? Dạ đúng rồi. Có nghĩa là hết lại lên không giới hạn ha. Dạ. Đó, bên này là tôm hùm xanh. Rồi bên này thì trên này hết cái quầy hải sản tươi sống rồi, giờ chúng ta đến cái quầy hải sản chế biến sẵn, sơ chế sẵn. Đây là cái quầy nghêu sò ốc này ha. Rồi cái này là gì em? Đây là ốc nhúng mỡ hành, rồi em để mỡ hành sẵn lên. Cái này là sò nướng hành đúng không? Còn đây là hàu cắt sẵn. Hàu. Đây là sốt phô mai. Còn đây là hàu với lại trứng cút. Cái này là hàu chén nướng trứng cút này. Còn cái này là hàu cái này sốt phô mai trứng muối. Sốt phô mai trứng muối. Đó. Đây là các loại ốc sò. Đây các loại ốc sò mình để sẵn đây ha. Cái này mình có thể là mình lấy mình nướng đúng không? Dạ đúng rồi. Lấy mình nướng ở ngay tại bàn luôn ha. Dạ. Ví dụ như là đây là có hàu sống này các bạn này. Rồi cái này là sò huyết à cái này. Không cái này là sò huyết. Sò huyết à? Dạ. Cái này sò huyết các bạn nhé. Ốc bu. Rồi cái này là gì? Rồi đây nhờ Mỹ chia sẻ một đây là hàu. Cái này là hàu đúng không? Dạ đúng rồi. Còn này là sò dương mini ạ. Sò dương mini. Dạ đúng. Còn đây là sò sữa. Sò sữa. Đây là ốc bu ạ. Còn đây là dẹp xanh á. Vẹn xanh. Dạ đúng. Này là ốc búa. Ốc búa. Ốc búa. Ốc búa này. Đây là sò lông. Sò lông. Ốc hương. Còn bên này có nghêu ạ. Còn bên này là ốc tỏi ạ. Đây là ốc tỏi này. Dạ đúng. Cái này ốc tỏi, còn bên này sò mai. Sò mai. Còn bên mình là này là sò huyết ạ. Sò huyết. Cái này là ốc giấy hả? Dạ này là ốc giấy. Ốc giấy. Cái này là sò sữa. Sò sữa. Sẵn để mình ướp với cái này là giống kiểu tiêu đúng không? Dạ. Tiêu xanh số đúng không? Tiêu đen. Số tiêu đen đúng không? Dạ đúng. Này là bò. Cái này là bò nguyên tảng ha. Bò tảng. Nướng ăn chung với sốt phô mai sợi. Còn này là sò dương mini sò để dương mình mini. Tách ra để mình ăn chung mà. Còn này ốc móng tay ha. Móng tay. Đây bên này là cái quầy nướng ha. Dạ, bên đây là quầy sống. Quầy sống. Cái này là đồ nướng. Cái này là đồ nướng này. Dạ. Cái này là mực tươi á, mực tươi để mình nướng hoặc mình ăn lẩu. À. Dạ. Còn này là cà tím ha. Tím. Còn này là bánh bao. Bánh bao. Dạ. Cái này ốc hương bên này. Dạ đúng. Ốc hương sốt. Ốc hương sốt phô mai. Này là thành cua. Này là ớt. Ếch nguyên con luôn ha. Dạ, đúng rồi. Này mình đã tẩm ướp gia vị hết ha. Tẩm ướp gia vị rồi á, thì mình chỉ việc nướng ăn thôi. Còn này là ba rọi ướp cuốn nấm kim châm ha. Còn này là đậu bắp ướp. Ướp sẵn. Này là bò lá lốt. Còn này là bò cuốn kim châm. Dạ đúng rồi. Bò này là chưa ướp gia vị. Chưa ướp gia vị. Này cá chạch ha. Này là cá chạch, này là vú heo anh. Vú heo nướng. Này mực luôn. Dạ là mực ướp sa tế. Mực ướp sa tế. Này là tim. Tim. Cật. Tim với mề. Tim với mề gà. Tim mề gà nướng. Dạ còn này là chân gà. Chân gà nướng. Chân gà ướp sa tế nướng. Còn này là bò ướp sẵn ha. Này là sườn bò. Dạ sườn heo. Sườn heo sườn heo nướng. Còn này là cánh gà. Ướp nướng. Còn này là ba giò ướp sẵn. Ba giò ướp sẵn. Này là vú heo nướng. Rồi mình sang tiếp cái quầy tiếp ha. Đây là cái quầy mình vừa đi qua, cái quầy đồ nướng các bạn nhé, đồ nướng với hải sản này. Rồi tiếp theo cái quầy đồ ăn chế biến sẵn này mà. Bên em có súp này là súp cua ha. Dạ đúng ạ. Bên em có cua hấp bia. Cua hấp bia. Dạ. Cái này là ngày cuối tuần mới có hay ngày nào cũng có nhỉ? Hôm nay nghe anh bảo nghe Tín bảo là ngày nào cũng có ha. Ngày nào cũng có. Có mình ví dụ ngày trong tuần là có ghẹ hoặc cua. Dạ đúng rồi. Còn ngày thường là có ngày dạ. Cuối tuần là có dạ, cả cua cả ghẹ. Dạ. Nghe Tín nói vậy ha. Dạ. Cái này là tráng miệng ha. Tráng miệng, này rau câu. Thạch rau câu với chè ha. Dạ. Chè mỗi tuần là ngày nào cũng sẽ có là có hai loại chè. Cái này là chè thạch nhãn thạch. Thạch nhãn. Dạ rồi. Cái này là rau câu hả? Cái này là xương sáo. Xương sáo. Còn bên em lúc nào cũng sẽ 6 món trái cây ạ. 6 món trái cây là theo dạ, mùa đúng không? Dạ liên tục. Dạ đúng rồi. Thường là sẽ có nho Mỹ. Nho Mỹ này. Dạ, có nho Mỹ luôn hả? Dạ có, này là nho Mỹ. Nho Việt Nam chứ dạ, có nho Mỹ luôn hả? Dạ có nho Mỹ ạ. Quá đã luôn các bạn. Ở đây mà dạ. Buffet với giá đó mà có nho Mỹ luôn nha. Đó, nho Mỹ anh thấy là hai loại hả? Dạ đúng rồi. Bên em sẽ dùng hai loại nho đỏ và nho đen. Dạ.
Cái đây này có hồng mà. Dạ, hôm nay là có mùa hồng, tới mùa hồng thì em sẽ có mùa hồng. À, hồng Đà Lạt đúng không? Dạ đúng rồi. Dạ có mận, mận Hà Nội. Mận Hà Nội. À. Cái này là mận. Dạ mận mình, mận ta. Mận ở trong mận ta này, dạ. Cái này mận Hà Nội luôn. Dạ. Mùa này hình như anh thấy trái mùa mà ta. Dạ nhưng mà chỗ em vẫn lúc nào cũng sẽ có những cái món lạ để à mình... lúc nào cũng gọi là quán sẽ tìm những dạ. cái món lạ ha. Dạ. Có gì hấu này. Dạ. Bánh. Bánh ngọt ha. Dạ bánh ngọt có hai loại bánh ngọt. Bánh ngọt, bánh bò. Dạ bánh bò với bánh bông lan. Bánh bông lan. Dạ. Có gỏi cuốn này. Dạ có gỏi cuốn, có kim chi và có nấm. Có thường ngày sẽ có một hai loại như là gỏi ngó sen với gỏi cổ hủ dừa. À. Dạ con. Cuối tuần sẽ có thường thường cuối tuần này sẽ có rong nho. Rong nho nữa. Dạ. Và cái này có bánh bao chiên ha. Dạ bánh bao chiên ạ. À. Bao chiên. Dạ. Dạ mình này cũng là bánh bao luôn. Bánh bao mà. Chiên. Bánh bao này nhân thịt và bánh bao này là giống như là mình bánh bao thường ăn với heo quay ha. Dạ, ừ. Đây có chả giò. Dạ. Cái này là phô mai sợi. Phô mai sợi. À. Dạ, hôm nay là xúc xích Hàn Quốc ha. Dạ. Xúc xích các bạn này. Cái này là mấy bé thích lắm này. Dạ đúng rồi. Các bé là rất là thích cái món này. À. Còn này là còn hủ phô mai á. À, hủ phô mai. Dạ. Cái này chả còn giò. Còn này chả giò. Còn này xúc xích hồ lô ạ. À. Rồi. Còn đây là dồi sụn. Dồi sụn. Dồi sụn chiên ạ. À. Này khoai tây. Khoai tây. Này là nem nướng. Nem nướng. Bắp rang. Là bắp xào. Bắp xào. Bắp xào bơ. Xào bơ. Đó, cái bon cái quầy lai này thì các bé rất thích. Bên này là có đồ ăn lẩu đúng không em? Rau dạ, ăn lẩu. Đây là rau ăn lẩu với rau ăn thịt nướng ạ. À. Ừ, rau thịt nướng với lẩu đây. Dạ. Bên em có bắp, thường là sẽ có bắp. Ừ. Cà chua, ớt, ớt chua, nấm. Nấm kim châm. Dạ, nấm kim châm, đậu bắp. Đậu bắp. Còn mình ăn lẩu mình sẽ có rau muống nè. Ừ. Rồi rau nhúc. Ừ. Dạ. Rồi có rau còn ăn này là đồ rau, nướng. Dạ, rau ăn đồ nướng là có rau sống, ừ. Xà lách. Rau răm ạ. À. Ồ ừ. Bên này cái quầy đồ dạ, quầy nước chấm. Nước chấm à. Quầy nước chấm anh thấy là nhiều nhiều món, nhiều loại các em ạ, nhiều dạ, loại sốt quá. Dạ bên em á là có sốt nước sốt đỏ, ớt đỏ. Muối ớt đỏ. Dạ muối ớt đỏ và muối ớt xanh. Ừ. Dạ này là sốt Hàn Quốc bên em ạ. À sốt Hàn Quốc. Dạ. À. Bên này là đậu phộng, này đậu muối phộng, tiêu. Muối tiêu. Dạ. Còn này là sốt phô mai trứng muối. Phô mai trứng muối. Dạ. Còn này là nước sốt Thái. À. Còn đây là bên đây mỏ hành bên em ạ. Còn đây là nước. Còn đây là nước mắm chua ngọt ạ. Ừ. Mình tương ớt với tương trà. Ừ. Dạ. Ồ cái quầy nước sốt anh thấy là rất là nhiều luôn á. Ta anh đi cũng khá là nhiều buffet rồi nhưng mà anh thấy là buffet nhà mình là nước sốt, quầy nước chấm là rất là đa dạng luôn. 2 4 6 8 10 12 12 loại luôn. Nếu mà tính cả tắc cả này kia là cũng là 12 13 14. Cả ớt ớt xay đó. Ớt xay, nước mắm, nước tương là đầy đủ hết nha quý vị các bạn. Đó, quầy nước chấm phải nói là rất là hấp dẫn ha. Bây giờ nhờ em giới thiệu cái quầy này luôn ha. Dạ, bên em sẽ có món gà tiềm thuốc bắc ạ. Gà dạ. Tiềm thuốc bắc ạ. À, có gà tiềm thuốc bắc luôn hả? Dạ. À, đây, cái này mở ra được không? Dạ, được ạ. À, đây các bạn, có món gà tiềm thuốc bắc luôn nha. Dạ, lúc nào cũng nóng hết. Lúc nào cũng nóng, đang nấu trong cái nồi dạ, điện đúng này. Dạ, lúc nào cũng ham nóng. Bên tụi em mà lúc nào nó cũng sẽ nóng hết, lúc nào cũng sẽ có lửa ở dưới để cho nóng. Món này là món là gì? Là cơm chiên dương châu lá dứa. À, dạ. Cơm chiên dương châu lá dứa nhìn dạ. Nó màu đẹp ha. Dạ, còn cái này là mì xào hải sản ạ. À. Sẽ để đậy trong này là nó luôn ở dưới độ nóng nha quý vị các bạn. Còn đây là nghêu hấp thái ạ. Nghêu hấp thái. Còn đây là rau củ xào. Ừ. Rau củ xào nấm dạ, đông cô ha. Nấm đông cô. À. Hương. Ốc hương sốt bơ tỏi ạ. À, ốc hương sốt bơ tỏi này. Ốc bu hấp xả. Các món đều nóng. Ừ. Nói chung là bên dưới là mình có để than dạ, bên dưới đúng, đúng không? Để nó giữ độ nóng luôn nha. Dạ. Ở đây là ốc tỏi hấp hấp xả. Ừ. Sầu huyết. Sầu huyết sốt bơ tỏi ạ. À. Hấp dẫn quá quý vị các bạn. Đây là bao tử phá lấu ạ. Bao tử phá lấu. Dạ. Ốc móng tay xào rau muống hả? Ốc móng tay xào rau muống ạ. Bên em có bên này là trứng, có món trứng non xào ạ. Dạ trứng non xào tỏi ạ. Trứng non xào tỏi. Dạ, còn này là bên này là trứng trứng vịt lộn xào me. Vịt lộn xào me. Dạ. À, hấp dẫn quá. À, bên này là có món là ốc len xào dừa. Ốc len xào dừa. Dạ. Món này thì món rất là nhiều người thích này. Món này là món phổ thông quý vị nhé. Ốc len xào dừa một trong món ăn tuổi thơ của rất là nhiều người ha. Dạ. Đó.
Còn món cuối cùng ha. Đây món cuối cùng là món bò la ru hả? Dạ. Bò la ru. Bò nấu tiêu xanh ạ. À bò nấu tiêu xanh. Dạ đúng rồi. Bò hầm tiêu xanh ha. Dạ, đúng rồi. À, trong này hầm với này có cà rốt. Dạ, rồi có cà rốt, có khoai tây và có tiêu xanh. Có tiêu xanh. Dạ. Tham gia có gì? Bên này em có quen khoai môn. À bên này là kem dạ. Trắng miệng đúng không em? Dạ, đúng rồi. À. Bên em có kem khoai môn. Ừ. Dạ, với kem dâu. Khoai môn, kem dâu, trà xanh, trà xanh, bạc hà, sầu riêng, sô-cô-la, à. Với kem sữa chua. À, đây là cái quầy kem dành chúng ta trắng miệng nhé quý vị các bạn. Rồi, cảm ơn Mỹ rất là nhiều ha, đã đi hỗ trợ anh trong giới thiệu món. Rồi, cảm ơn em nhiều. Đấy, quý vị các bạn thấy là cái quầy trái cây ở đây cực kỳ chất lượng luôn, có nho Mỹ luôn nha quý vị. Có nho Mỹ này, đó, rồi có mận Hà Nội luôn, tuy là trái mùa nhưng mà bên nhà hàng vẫn siêu tầm được những loại trái cây rất là đặc biệt nha. Đó. Mình quay lại thêm cái quầy like để chia sẻ với các bạn nhìn cho nó rõ hơn ha. Nãy nhờ em Mỹ nhân viên quán nói thì em đi hơi nhanh nên là mình quay sợ là quý cô chú chị các bạn xem nó lia máy thì nó hơi đau mắt. Bây giờ cái quầy like cũng khá là đầy đủ rồi nên là Kim cũng chia sẻ đến quý vị. Này, mì ăn lẩu thì có mì mini két này. Rồi có bún này. Đó. Cái quầy rau lẩu phải nói là rất là tươi ngon các bạn nha. Rau lẩu rồi rau ăn đồ nướng rất là tươi ngon. Đa dạng các loại rau. Đây, giờ em đã đổ thêm tôm các bạn nhé. Ủa, nó nhảy qua rồi. Mình đang đi theo cô đi bắt cua à mình? Mình theo cô đi bắt cua hả? Bắt cua hả? Mình theo cô đi bắt con cua hả? Để mình đang theo cô đi bắt cua. Rồi quý vị các bạn, bây giờ mình sẽ đi lấy đồ ăn nhá. Tại vì giờ khách lát nữa thì bây giờ là mới có 5 giờ 15, 5 rưỡi thôi. Lát nữa khoảng 6 giờ với 7 giờ khách đông lắm. Bây giờ mình sẽ đi lấy đồ ăn, ăn dần dần trước nhá. Lát nữa sẽ quay khách chia sẻ với cả nhà sau nhá. Wow, cua nhìn đã ha. Cua này chắc size tầm khoảng... Size này là 4 con ký này. 4 con ký nha quý vị. Ký 4 á. Ồ này, ui trời. Buffet có 219.000 mà ăn cua này thì mình thấy là lấy 2 con trước thôi, 3 quá mình. Tuyệt vời đúng không các bạn nhá. 2 con là đầy đĩa luôn à. À mình lấy hôm nay nhà mình đi đông mình phải lấy khoảng 4 con. Không, bác lấy 2 con trước đi. Đây có súp cua. 4 con nữa hả? Ừ, 4 con. Tí đông quá. À. Tí đông quá là mất công đi lấy đó là... Cua nhìn đã ha. Nóng mới hấp ra nóng hổi luôn quý vị nhá. Ừ, quá nhỉ. À. Cua này cua gạch ấy. Cua này là không cua thịt thôi, không có cua gạch. À không có hả? À, cua thịt. Đó. À mày chưa nhìn kỹ em. Cua này có thịt các bạn nha. Rồi. Đó. Rồi, mình xem cho bạn nhé. Đây bây giờ mình sẽ lấy ghẹ gắp ghẹ các bạn nhé. Đó, ghẹ này mình có thể ăn lẩu hoặc có mình có thể là nướng trực tiếp các bạn nhé. Wow. Con ghẹ này size to quá nhỉ? Ghẹ nhìn con ghẹ cũng đã ha, đó. Đây để ba lấy, đây để ba lấy về bàn rồi ba cho mình nhá. Có ghẹ trứng luôn này ha. Có ghẹ trứng luôn nha quý vị các bạn. Này có ghẹ đã rồi. Đây lấy một con nhỏ nhỏ. Đó, đây con nhỏ đây mình này. Đó. Rồi, lát ba lấy cho mình một con nhá. Đây, mình lấy một đĩa ghẹ các bạn nhá. Đó, ôi, nó chạy luôn rồi. Rồi, mình về đây ba đưa để đây coi. Đây, giờ cái lấy tôm càng xanh nha quý vị.
tôm tươi sống à. Con lấy hai cái đĩa nhỉ? Đấy thì thế rồi đấy tí. Tức là lấy hai cái đĩa uống lại. À. Không sao, không sao. Đĩa này lấy thêm đĩa nữa. Lát nữa tầm khoảng 7 giờ là khách đông nghẹt. À, mình lấy từ từ, mình ăn hết rồi lấy tiếp. Đó, rồi. Này lại nướng mọi luôn con, quý vị bạn nhá. Đây, giờ mình lấy một cái món là ốc đen xào dừa quý vị nhá. Đó, mình ăn đến đâu mình lấy đến đó nhá. Ba lấy cho mẹ một cái đi. Cái này à? Trứng ngon. Lát nữa lấy. Để cho mẹ một cái trứng đi. Cái trứng. Wow. Đó. Trứng lộn xào me. Trứng lộn xào me. Rồi. Có thử bên đó có cái gì nữa không? Rồi tí nữa lại lấy tiếp. Đây cái lấy ốc này là ốc tỏi nha bạn nha, ốc tỏi với ốc bươu này. To nhỉ, con to vậy nhỉ. Cái này một ít mấy con ốc hương các bạn nhé. Ốc hương xào với tỏi này. Rồi nghêu lát nữa lấy. Rồi. Ôi, nãy giờ ba quay ở đây ba thấy hấp dẫn không? Thèm đói bụng rồi đúng không? À, anh thấy là với cái mức giá mà 219 á, mà có cua này, ghẹ này, tôm càng xanh sống này là quá chất lượng ha. Nói chung là thấy là vô là cái đồ ăn á, cô bảo là ôi dồi đồ ăn đây là phải chọn đồ ăn ngon. Đấy, đa số khách ăn ở đây là khách mê luôn. Nói chung là đó là cô nói thôi, còn mình ăn thì mình mới cảm nhận được cái thực tế nhà nhà. Đây, con cua rất là cầm rất là nặng tay luôn nha cả nhà. Đó. Đây lấy sốt chấm đi đã. Hả? Lấy nước chấm đi. Trời, con cua cầm rất là chắc tay luôn ba này. Cua này là cua hấp sẵn cả nhà. Không biết đồ hấp sẵn thì nó có ngon không nhé. Này. Đây là cua sống hấp thôi. Đây là cua thịt cả nhà. Cua thịt không phải cua gạch đâu. Rất là chắc thịt luôn. Cả nhà thấy không? Nhìn là thấy là đồ tươi, đồ ngon, đồ tươi sống này. Rất là ngọt thịt luôn ạ. Ngọt thịt đó. Người ăn là hai con nào không Minh? Cháu muốn sành ăn, cháu muốn sành. Ở đây nhiều sốt lắm, nhiều loại sốt lắm. Ấy dạ, đúng rồi. Cái giá đó thì đến đây ăn cua với tôm càng xanh với lại ghẹ là cũng là lời rồi ha. Nhiều người bảo chứ, sao mà đi ăn cứ suy nghĩ đến việc lời lỗ. Đó nói vui cả nhà. Nhưng mà đồ ăn quá là chất lượng luôn. Đó cho mình ăn cái nha. Thịt ngọt thịt á. Cua thịt thì có thể là nó không có kiểu cái thịt nhìn nó không có chắc như cái kiểu cua gạch, nhưng mà ăn thịt đầy là đã chất lượng. Cua thịt nó chắc hơn cua gạch chứ. Không, cái thịt ngon. Vậy gọi là gì nhỉ, cái gì mà đây này. Rồi từ từ nào. Ngon không con? Con phải nói là ba mẹ ơi hết nước rồi chứ. Con nói sao nhỉ? Mình nói sao ta? Mình lại quên rồi. Càng sắp chín rồi này. Như ba đi ăn nhiều chỗ này thì ba thấy là ở đây như thế nào? Nói chung là anh thấy là đây là hải sản tươi sống đó. Tươi sống nói chung là đồ ăn là cũng hơn 70 món.
cũng 70 món đồ ăn, đa dạng món để cho mình lựa chọn. Ý là cái quầy mẹ ấn tượng bởi cái quầy đồ về tôm cua gẹ này, với lại là cái quầy quầy trái cây á. Anh thích cái quầy trái cây á? À, mẹ thích kiểu trái cây, quầy trái cây toàn cái đồ chất lượng nha. Con này thì cũng không phải là chắc quá đâu bạn ạ. Nhưng mà cái mình rất là nhiều thịt luôn. Chấm. Hình như nó không hợp với muối ớt đỏ lắm. Chấm muối ớt xanh á. Chấm muối ớt xanh hợp hơn. Sốt chấm ở đây pha được không? Được, muối ớt xanh được, muối ớt đỏ thì cái vị nó hơi lạ một tí. Nước sốt cũng là một phần tạo nên hương vị món ăn này nhỉ. Đồ ăn tươi sống mà kết hợp thêm nước sốt ngon nữa thì đúng là. Đây là nhà kia là lấy hai muối ớt cua các bạn. Khỏi bàn luôn. Muối ớt cua thì lát nữa là mình cũng có thêm thành viên đến đây đấy bạn nhé. Cái này mình lấy ghẹ này, này lát nữa bỏ lẩu các bạn nhé. Con này thế thử, mẹ thử con này luôn nhé. Bóc thử con này luôn này, coi cho cả nhà xem chân thực luôn là cái con nào là cua thì cũng kiểu có mùa này mùa kia ấy. Cua có con này con kia. Đúng rồi. Không mà mùa nước lên nó khác nhưng mà kia mùa trắng á. Con này rất là chắc tay luôn, đầm tay lắm. Không, con này xịn hơn này, con này chất lượng hơn. Wow, con này cầm nặng tay hơn con kia luôn mà kia. Em chưa cả hai luôn chứ chưa một nửa. Ôi cháy tôm ơi, cháy tôm. Ôi, cháy tôm. Thơm quá. Thơm không? À, con này chất lượng hơn nhiều luôn. Đó. Con này thịt thơm ngon lắm. Thịt chắc luôn rồi bạn ơi. Đây nãy giờ bà xã mình ăn cua rồi nha, giờ mình mới thưởng thức cua các bạn này. Rồi, cảm ơn em. Đây con cua của mình này. Cua này là cua thịt các bạn nhé. Em mẹ bóc cho mình ăn luôn nha. Ừ, mẹ bóc. Để ít thôi con. Nói chung là cái mình thấy cua ở đây là nó cũng đồ thịt nó đạt khoảng 70-80% thôi. Đây các bạn thấy này. Đó. Nhưng mà với cái giá buffet như vậy mình thấy là cua như vậy là cũng là đã đạt rồi các bạn nha. Cái cua còn tươi sống là đã chất lượng rồi. Ừ. Cua còn tươi sống vậy là cũng đã đạt rồi. Nhưng mà lát nữa mình lấy cái cua như hồ ấy, em bỏ nó nướng rồi xem nào. À, em đi lấy cua như hồ á. Đây này các bạn này thấy là thịt nó cũng đầy này ha. Cái thịt có phải là hai lần khác nhau. Đúng rồi. Chấm với lại muối ớt xanh này. Mời quý vị bạn nhé. Em lấy cua như hồ á được không? Tí nữa mẹ thử coi. Ui, cái tôm là xanh cầm vô là thấy chắc tay đã tay. Thịt rất là ngọt quý vị nha. Thịt ngọt chắc. Mày bóc tôm còn xanh xem nào. Đây đây, mày bóc cho mày này chắc thịt luôn này. Nói chung tôm bằng xanh là giá đình đạch về là quá tuyệt vời rồi. Không chê vào đâu được rồi. Đây mời quý vị các bạn nhé. Thôi từ từ để làm đi. Chấm với lại muối xanh. Đây mời quý vị nha. Quá ngọt. Tôm bằng xanh không chê cái gì cả hả? Mình cứ thử cái cua ở trong hồ á, là mình nướng á. Đây, mình bóc thử em
tôm nó chắc thịt, ăn nó ngọt ghê ạ. Ăn cái tôm mà người xứng đáng đồng tiền mà. Phải không? Cua chất lượng á. Thế là mình thử chấm cái muối ớt đỏ nha. Hay chấm muối ớt xanh này rồi chấm muối ớt đỏ. Hay mời quý vị nha. Cái đồ tôm ngon ghê. Thịt cũng ngọt ghê á. Ngọt thì ăn ngọt thôi. Bé mình ăn mạnh đấy nha, hai mẹ con ăn mạnh đấy nha. Này bóc tôm mà xanh đây chỉ có ăn no luôn, ăn mà đến ngán thì thôi. Lát nữa mình thì ăn thử ghẹ ha, ghẹ là bỏ lẩu đi. Đây chỉ có cua hấp thôi, còn ghẹ mình bỏ lẩu các bạn nhé. Đấy các bạn này. Tôi mình thấy là hấp là ngon nhất. Hai mấy các bạn này. Ngọt chứ. Quá là ngọt luôn. Súp cua à. Ngọc đang đi à. Đấy lấy đi, cua hấp bia lấy đi. Con ốc này nêm nếm ngon á. Ốc lên xào dừa. Hút hơi mệt, hút được một con nhưng mà nêm nếm rất là ngon nha ba. Thế ở đây nhiều món không phải chỉ cua ghẹ coi nhỉ. Nhưng mà đặc biệt là đồ tươi sống là đã đặc biệt là ngon này. Đây này. Hút con ấy mệt quá cho nên là phải đổi bao ăn này. Này mấy này. Đây gia đình mình lấy được quá trời món rồi các bạn nha. Em chấm thêm than. Chấm thêm than này. Ok. Lấy xuống. Rồi nha, chấm thêm than. Đây là sáng mình lấy được món ếch nướng rồi này. Ếch tươi quá ha. Ếch có mua heo ba chỉ này ha. Bò nhìn tươi này. Cái này là nấm kim châm. Bò cuộn nấm kim châm. Không, bình thường mình đi ăn là ít khi mà lấy mấy món này ba nhỉ. Này lấy thêm để chia sẻ thêm cả nhà là ở đây đa dạng món lắm, chứ không phải là chỉ hải sản đâu. 7-80 món đó. Cũng nhiều đấy, tính ra cũng nhiều. Món này bỏ đi. Bác ơi. Bác. Này lên nhá. Thường mà lấy cái vú thấy cái ba chỉ á nó hay bị cháy. Nhưng mẹ vẫn thích ăn ba chỉ nha. Ba chỉ ăn cuốn rau mà mình lấy đĩa rau á. Đĩa rau cuốn ngon lắm, rau ăn đồ nướng á. Ba nãy giờ ba không đeo mic rồi đó. Đây các bạn, đây gia đình mình đang lấy nướng này, món nướng này, có ếch nướng này, rồi ba chỉ này, rồi bò cuộn nấm kim châm này. Đó. Rồi vú
lát nữa lấy vu heo nữa, em có mực nữa các bạn nhé. Đây các bạn, đây là bản bên cạnh nhà mình đây, hàng chó và quay ké các bạn. Đó là có lấy đầy đủ hết nha. Quay ké nhà hàng xóm tí. Đây nhà nay mình ngồi với nhà hàng xóm nhà mình đây. Đấy, ăn sao nhà hàng xóm? Nhà hàng xóm đang mải mê ăn quá. Đấy, các bạn nghe cảng cua này, các bạn thấy là cảng cua đầy thịt không? Đấy các bạn nha. Cua con này rất là chắc các bạn. Đây cua này các bạn. Đấy các bạn nha. Tổng càng nãy giờ bé nhà mình ăn cũng được 5-6 con rồi quý vị các bạn. À, báo đi, báo thêm cho em đi. Đây mời quý vị các bạn nhá. Chấm mướt xanh ăn nó cay cay. Đã ghê không? Ngon, ngọt kia. Ấy cháy, ấy cháy. Đây quý bạn, nhà mình đang nướng ghẹ này. Đó, mình tính để bỏ lẩu nhưng mà thôi giờ mình ăn nướng luôn các bạn nha. Ăn thử nướng xem nào nha. Đó. Lát nữa bỏ lẩu thì nếu mà ăn được còn bụng nữa thì mình lại lấy cua các bạn nhé. Tại vì còn có cua sống đó, có thể là mình bỏ lẩu cua sống cũng được. Giờ mình ghẹ mình nướng đi, xem là ghẹ đây có chắc không bạn nhé. Mấy cua thì mình ăn là thấy có con chắc, có con không. Cua hấp á, thì có con chắc, có con được khoảng 70%, có con 80%. Đó. Rồi cái này là mình bắt trong hồ này để xem là nướng này, xem như thế nào các bạn nhé. Đây, giờ nhà mình nướng vừa tôm càng vừa ghẹ các bạn nhé. Nguyên một cái quý vị các bạn ơi, mình nướng mà nó thành ghẹ bóng đêm luôn này này. Ghẹ thành ghẹ bóng đêm luôn này. Gần chín rồi, chưa chín đâu, gần chín rồi. Hải sản ở đây phải nói là đồ ăn ở đây quá tươi ngon các bạn nhé. Tươi ngon, nói chung là đồ ăn dễ đình đạch thế này là yên tâm rồi các bạn. Rồi quý vị ơi, mình nướng một lúc là thành ghẹ bóng đêm luôn này này. Thì ăn thử con ghẹ nhá. Này. Rồi đây. Này. Nóng quá. Ghẹ này. Rồi đây các bạn, mình ăn được con ghẹ nướng này, thơm quá. Con ghẹ này giống kiểu lẹ để ghẹ lột các bạn ạ. Này nhìn này, hai da giống kiểu ghẹ hai da này. Ồ, nhìn đã không? Đây. Giờ nóng quá, nóng. Mới vừa nướng xong rồi nóng, rất là nóng các bạn nha. Nóng quá, nóng quá, nóng quá. Cứ từ từ bạn. Có vẻ là chất lượng ha. Ăn nóng lắm không? Nhưng mà ghẹ chất lượng các bạn ạ. Ghẹ thịt đầy luôn này, đầy ắp luôn này. Wow, cái gạch của nó này. Béo, thơm. Thịt có chắc là ba bể thôi các bạn. Cái gạch thơm quá mà ăn nó bùi ghê. Nhưng mà cái này hấp thì ngon dễ ăn. Ui chà, thịt ghẹ các bạn này, đã không? Chất lượng không? Chất lượng. Cái này chấm muối xanh này, bảo đảm bá cháy ha. Cái này rất là thơm các bạn ạ. Ghẹ này là ghẹ đạt chất lượng các bạn nha. Ghẹ này có chất quá là ấy rồi, khoảng 90% thịt rồi. Nói chung là cua ghẹ ở đây thì mình đánh giá ghẹ nó chất lượng hơn là cua các bạn nha. Cua thì nó có con ốp còn không, còn ghẹ thì mình thấy là chất lượng này với các bạn nha. Ngọt thịt ghê rồi. Ăn con ghẹ mà đã các bạn ạ. Để đó để tí nữa. Các bạn nhá.
cho nhà hàng xóm con ghẹ này ghẹ chắc lắm. Ghẹ chắc lắm này. Đó cho nhà hàng xóm con. Ghẹ ăn nó ngọt thịt lắm, dai á. Ghẹ quá chất lượng các bạn nha. Này, mời các bạn nha. Chấm muối ớt xanh này. Thịt ngọt, thơm. Gà nướng ăn cũng ngon nha. Nói tội là... Nói tội là nướng thì nó hơi hơi thịt nó hơi khô thì nó dính vào cái mai á. Này. Mời quý vị nha. Đến đây chỉ ăn tôm càng xanh, ghẹ, cua. Còn các còn bụng thì chúng ta ăn các món nướng hoặc là lát nữa ăn món cháy cây trắng miệng. Không, ở đây cháy cây trắng miệng với hải sản ngon à. À, ở đây ấn tượng bầy trắng miệng thôi nha. Trắng miệng còn có nho Mỹ. Có trong nho, có cả nho Mỹ nữa. Nướng thì cái càng nó sẽ gọi thịt nó sẽ dính một cái càng này. Ngọt kìa. Đây quay bàn hàng xóm ăn mạnh như này, hàng xóm mình ăn hơi mạnh luôn á. Sao này ra? Rồi là mấy con nghêu, mấy con kia. Đây này, bạn hàng xóm này nè. Hàng xóm này là chỉ chục con tôm là xong rồi. Được 1 kg tôm mà. Bây giờ bắt đầu là giờ khách đến đông đông rồi các bạn này. Bây giờ tầm 6 giờ kém. Đây phỏng vấn hàng xóm với hàng xóm ăn cảm thấy sao? Hay Linh, hay Linh. Vẫn cảm thấy sao? Ngon hả? Rất là tươi và ngon nhá. Rất là tươi ngon. Chiều các bạn, đây là gia đình anh chị nhà mình các bạn ơi. Đây là chị gái mình này. Đây là anh trai mình này, em trai mình này, đây là cháu gái mình đó. Hôm nay đi ăn với gia đình các bạn nha. Nay đi ăn với gia đình nhà mình đây. Đó. Đấy, đồ ăn rất là tươi và ngon các bạn nhé. Hôm nay đi với gia đình ăn buffet, phải đi đông đông này mới vui các bạn. Đi đông đông có gia đình, có anh em ăn đông nó vui á. Đồ nướng, hải sản này kia, ăn đông nó vui. Đó, hôm nay nhà mình đi là 2, 4, 6, 8 thành viên. Thế này bé Tuệ Minh nữa là 9 thành viên. Đó, 9 thành viên thôi các bạn. Rồi mời quý vị các bạn cùng ăn buffet với lại gia đình mình nhá. Nãy thấy ghẹ nướng ngon quá, nhà mình lại lấy thêm 2 con ghẹ nướng nha quý vị các bạn. Ghẹ nướng nổi ốc này. Đó. Nói chung là ghẹ ở đây là rất là tươi các bạn nhá. Ghẹ này, rồi cua này, rồi tôm càng xanh giấy đạch thì khỏi nói rồi đó. Mấy cái đồ nướng ở đây mình ăn thì mình thấy là đánh giá là cũng đồ ăn cũng khá là tươi ngon các bạn nhá. Nhưng mà nhà kia thì thích ăn ghẹ, tôm càng xanh với lại cua. Với lại thêm cái quầy trái cây, rồi quầy chè. Các cái món chế biến sẵn ở đây cũng khá là ngon các bạn. Các món chế biến sẵn ở đây là rất là hợp khẩu vị các bạn. Người ta chế biến nêm nếm vừa ăn lắm. Bây giờ bắt đầu khách là cũng đông đông rồi này. Bây giờ mới có 6 giờ kém. Đấy, cái món đó là món sò mai ở đây là anh mình rất là thích cái món sò mai các bạn này. Món này là
ăn là nãy giờ là chắc phải mười mấy con hả? Sò mai đây là gọi là nó béo các bạn, nó tươi, nó béo và nó nhìn nó ú lắm, ú. Sò mai rất là ú luôn các bạn. Sò mai nướng mỡ hành ăn là hơi phê luôn đấy. Ngọt, ăn cái cùi của cái còi của nó này là ngọt không ạ? Thơm. Cô là lấy tôm hơi chuyên nghiệp đấy nha. Mời bạn. À. Rồi con lấy tôm là cứ nhảy tùm lum, mà cô lấy là gọi con nào là cô sóc con đó là rất là hay luôn đấy. À, lấy tôm là hơi bị gọi là chuyên nghiệp các bạn ạ. Dạ đúng rồi. Đó, tôm giấy đành đạch này ăn. Cô hay ăn ở đây không cô? À con cô chở anh đây. À, cô lấy con nào là cô sóc con đó luôn, nên là nó không bị nhảy, lúc mình nướng nó cũng không có nhảy các bạn nhé. Sò mai thơm quá ha. Đấy, sôi sôi vậy ăn nóng mới ngon đấy. Thơm quá. Bác trưởng là sắp thành thánh sò mai. Bây giờ mình lấy thêm sò mai các bạn nhé. Sò mai rất là hấp dẫn luôn, sò mai ăn nó ngọt, thơm lắm. Tiếp tục tiết mục tôm càng xanh nha quý vị các bạn. Tôm càng xanh ở đây là nói là nướng mọi ăn là quá phê luôn. Mình nướng nó khô khô mà chấm ăn, ăn nó thịt nó dai mà nó thơm, chắc thịt ngọt. Này. Mời quý vị nha. Mình lấy cho em mua chấm á. Ngọt ghê. Đây quý bạn, đây là con sò mai này. Sò mai ở đây ăn nó thịt nó ngọt, nó thơm mà nói là rất là tươi các bạn nhé. Này. Mình dưới cái mỡ hành lên nướng ăn nó thơm nó ngọt lắm. Rồi mời quý bạn nhé. Cái này có thể chấm với lại nước mắm này. Nước mắm hoặc là không cần chấm nữa. Đó. Mời quý vị nha. Ngọt. Quá ngọt luôn.
giòn ghê ạ. Xào mai ngon quá anh. Đây, mình ăn thử vào cái con em xào mai nữa này. Hôm nay ăn một em rồi thấy phê quá là tiếp em nữa này. Đó. Thấy các bạn nha. Ăn nó giòn ngọt ghê ạ. Đây, mời quý vị nhá. Đó, cái cùi của nó là mới ngọt này. Nhìn luôn đó. Đây mình đang thêm than các bạn nhé. Rồi cảm ơn em. Em xào mai này rất là béo các bạn. Ồ, cháy to thơm quá. Đây, mình ăn tiếp một em xào mai nữa các bạn ạ. Mai con này con thứ ba của mình rồi. Nói là xào mai đây là nó là ăn là ghiền luôn á. Ngọt. Ăn với mỡ hành này. Thơm lắm. Nướng là nó cháy cháy xuống thơm thơm lắm. Đó, áp chảo, áp chảo. Áp vào cái mai của nó là cháy cháy thơm rồi. Rồi mời quý vị các bạn nha. Nhìn cái còi của nó đã ha. Em xào mai là mê đến già luôn. Đây các bạn, mình gọi cái nồi lẩu. Giờ đây đến cái món thứ đến cái món lẩu các bạn này. Mình đang đi lấy thêm tôm với lại cua các bạn nhé. Đây trái cây trang miệng của nhà mình các bạn này. Lấy bà xã mình lấy này. Rồi đây có nho Mỹ này. Nho Mỹ hai loại đúng không các bạn nhé. Rồi có quả này là quả mận này. Rồi hồng trứng này. Rồi cái này là mận. Mận này mận hình như là ngoài Bắc này, Cao Bằng gì đấy này. Đó, rồi hồng trứng các bạn này. Có thạch này. Nói chung là trái cây ở đây là quá chất lượng luôn. Trái cây trắng miệng ở đây là quá chất lượng luôn các bạn. Quý các bạn, mình gọi mình lấy một cái ly chè ăn trắng miệng các bạn này. Cái này là ly xương sa, xương sáo. Nói chung là cái lấy thập cẩm á. Ở đây người ta làm ngon ha. Cái chè dễ ăn các bạn, vị rất là ngon. Cái vị dễ ăn lắm. Đấy các bạn nhé. Đây, mời quý vị các bạn. Xứng đáng trải nghiệm á. Nhất là xứng đáng để chúng ta bỏ tiền ra trải nghiệm các bạn nhé. Với mức giá là 219.000 mà chúng ta ăn được tôm hùm xanh sống này, gẹ sống này, cua sống này, rồi cua hấp này, và sò mai này, rồi các cái món nướng này, rồi lẩu này, rồi các cái món chế biến sẵn này, mình thấy là quá xứng đáng để chúng ta bỏ tiền ra chúng ta trải nghiệm vào dịp cuối tuần cùng với lại gia đình người thân của mình các bạn nhé. Trái cây rồi. Hồng trứng này ăn ngọt lắm quý vị ạ. Cái hồng này ăn nó ngọt nhỉ, ăn ngọt liệm luôn các bạn ạ. Hồng trứng Đà Lạt ăn ngọt liệm luôn. Ăn nó ngọt liệm ngon lắm. Mời quý vị nhé. Ngọt ghê. Không biết đâu, sáng cứ học
bánh trứng này ăn phê đấy các bạn, hợp lý luôn. Da con nhãn bắc này, dưa hấu này, rồi nho Mỹ này. Với trái cây quá là chất lượng luôn. Nhãn bắc này ăn ngọt lắm, nhãn lồng. Rồi quý vị như các bạn thân mến, vừa rồi thì hai vợ chồng Kiên, gia đình Kiên đã đưa quý vị đi thưởng thức buffet Đế Vương ở đây ha. Thì theo cái cảm nhận của mình nhá, thì buffet Đế Vương ở đây là có hải sản tươi sống này, thứ nhất là tôm càng xanh này, thứ hai đó là ghẹ này, thứ ba là cua này. Và điều đặc biệt đó là mình rất là thích cái món sò mai ở đây các bạn. Sò mai đi ăn, mình ăn 10 con luôn đấy, ăn rất là ngọt đó. Các bạn thấy là giờ khách cũng khá là đông ha. Video về buffet ẩm thực Đế Vương của Kiên đến đây cũng xin kết thúc ở đây nhé. Rất là cảm ơn tất cả quý cô chú anh chị các bạn đã quan tâm theo dõi video lần này, và đừng quên hãy nhớ nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ cho gia đình Chí Minh nhé. Gia đình Chí Minh xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở trong những video sau. Rồi mình chào đi con, mình chào khán giả đi con, chào khán giả đi, chào khán giả chứ, chào nhìn máy chứ. nhìn cô chú ở đây chứ, cô chú trên máy nhìn máy. Chào đi. Quý vị muốn mua đông trùng hạ thảo Đà Lạt, xin liên hệ số hotline 090 140 9466. Các sản phẩm từ đông trùng hạ thảo Đà Lạt được phân phối chính thức bởi Kiên Sài Gòn Travel, cam kết đảm bảo nguồn gốc xuất xứ, chất lượng, hàm lượng dược chất, nhận giao hàng toàn quốc. Chào tạm biệt mọi người, mình là Kiên. Nhớ bấm đăng ký để xem thêm nhiều clip về những địa điểm ăn uống của mình mỗi ngày nha.